Xin chào Pino, xin chào các bạn. Mời các bạn nghe HC Giao Duyên ở hội Bản Thí nhé. Hai chú Bắc Giang đã đến đây từ đây nào rồi? Ôi ôi, hai cô gái đẹp Xuân Long hát với các chú Bắc Giang rồi. Chú Bắc Giang, chú Đậu đẹp trai Bắc Giang. Em nuôi một tí được mà. Không sao đâu, phải nói. Không sao đâu. Vào một tí nó mới đông ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Hãy subscribe
Vâng ạ. Thế có mỗi hai chú lên thôi à? Cao.
sao đây như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các cô đã chịu chia tay đâu này này, con hát mà. Được rồi á, không hát rồi á. Thế bây giờ đi đâu? À vâng. Vâng. Thế là các anh chị chia tay rồi. Vâng. Chào xin nhá. Vâng, cảm ơn các chị ạ. Thế là hai chị Xuân Long đã chia tay các chú Bắc Giang rồi. Cảm ơn các chú nhá, các chị nhá. Chúng ta sẽ đi xem các cặp đôi khác nào.